Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Vũ trụ văn minh kiểm kê. Khoa học viễn tưởng thiên đình bị phát hiện ngoài địa cầu, trong vũ trụ, một cánh cửa ánh sáng sáng lên. Đông. Cùng với tiếng chuông vang lên, âm thanh vang dội vang lên trong vũ trụ vốn nên im lặng. Tinh môn nam thiên môn vào vị trí. Bình đài tam thập tam trọng thiên đang kéo dài. Quỹ đạo diệt tinh pháo tru tiên kiếm sung năng cơ giáp thập vạn thiên binh truyền xong. Nhân quả luật vũ khí sinh tử bộ, gian vũ khí mạnh bà than chuẩn bị xong. Không thiên mẫu hạm lăng tiêu bảo điện đã vào vị trí, thiên đạo hệ thống đang suy tính. Thiên đình trở về vị trí cũ. Sau khi tinh tế xâm lớn giáng lâm, lâm từ một tay chế tạo thiên đình khoa học viễn tưởng, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng không ngờ, chiến tranh vừa mới kết thúc, đến từ vũ trụ ý chí văn minh kiểm kê, hàng lâm toàn bộ vũ trụ trên địa cầu khoa học viễn tưởng thiên đình nhất thời bị phơi bày ra ánh sáng. Văn minh cấp 6 Đây không phải khoa học kỹ thuật. Đây là thần thoại. Văn minh thần cấp Văn minh trái đất đã phá vỡ giới hạn nhân quả, mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Khoa huyển thiên đình, nằm thiên môn kế hoạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một một trận hào quang chói mắt tràn vào trong con ngươi lâm từ theo bản năng giơ cánh tay lên muốn ngăn trở phần ánh sáng này nhưng hắn không thể làm như vậy trong trò chơi với kẻ xâm lược ngoài hành tinh bất kỳ hành động dư thừa nào cũng có thể dẫn đến họa sát thân quá nhiều chiến hữu chết ở những cái kia ngoài hành tinh xâm lược cao năng hạt thương dưới hắn thân là người chỉ huy cuối cùng của địa cầu kháng chiến quân cho dù là tử vong cũng không thể chết một cách vô nghĩa như vậy. Tiếng ù tai rất nhanh rút đi. Hắn cũng rất nhanh thích ứng với ánh sáng chói mắt trước mắt. Lâm Từ thấy rõ hình ảnh trước mắt, đồng thời cũng tiếng ù ù bên tai cũng biến thành thanh âm của một người phụ nữ trung niên. Chọn ra phân lượng tần số cần thiết và phương pháp chọn lọc phân lượng tần số không cần thiết gọi là gì? Không sai. Là sóng lọc. Lâm Từ ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, ngồi bên cạnh bạn học, những kia ngây ngô non nớt mặt, còn có cái kia đứng ở trên bục giảng dùng PPT chiếu theo tuyên truyền khoa nữ lão sư. Tất cả những thứ này, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cái này. Lớp đại học. Làm sao có thể? Lâm từ trong lòng tràn ngập hồ nghi, hắn hít mắt nhìn trước mắt này hết thảy, khó có thể xác nhận đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn bất động thanh sắc quan sát bốn phía thông qua sách giáo khoa trên tay các học sinh bên cạnh cùng với lời nói trong miệng giáo viên tiến hành phán đoán đây là lớp học trong trí nhớ của tôi đây là chương trình học đường dây điện tử tần số cao nhưng cái này lâm từ câu mày bởi vì tất cả những gì mình nhìn thấy lúc này có thể là khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh nhưng hắn cũng không xác định những người ngoài hành tinh đến từ tinh hệ Thiên Nga đã đạt được khoa học kỹ thuật có thể sáng tạo ra thế giới trong não chân thật như vậy. Chưa bao giờ có thông tin tình báo như vậy trước đây. Hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Lâm Từ bình tĩnh phán đoán, cho dù là có khoa học kỹ thuật như vậy, đem khoa học kỹ thuật này lợi dụng ở trên người địa cầu, đó là một sự lãng phí cho những con rệp chết tiệt đó. Vậy một kết luận xuất hiện trong lòng Lâm Từ. Ta xuyên qua rồi sao? Lâm Từ lập tức lấy di động trong túi ra, nhìn về phía thời gian trên di động. 2021 10 18. Là năm 2021. Khoảng cách lần thứ nhất trùng kích còn có thời gian 4 năm. Năm 2025. Chiến hạm đầu tiên đến từ chòm sao Thiên Nga, xuyên qua tinh không, đi tới địa cầu tất cả hệ thống thông tin, thiết bị, đều mất đi tác dụng. Chỉ là đợt công kích thứ nhất, đã khiến cho tất cả lực lượng phòng ngự mặt đất của địa cầu lâm vào tê liệt. Chiến hạm kia hoàn toàn không có cùng địa cầu trao đổi ý nguyện, bọn họ hết thảy hành động, đều chỉ vì một cái mục tiêu. Diệt chủng loài người Trong 20 năm sau đó, nhân loại dưới sự nghiền nát tuyệt đối của khoa học kỹ thuật, tiến hành kháng cự hoàn toàn vô nghĩa. Phái đầu hàng đã sớm buông tha dãy dụa, nhưng mà quân kháng cự cho dù là chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, cũng chỉ là đấu tranh không hề có hy vọng. Với dân số 7 tỷ người vào năm 2021, đến năm 2045 chỉ còn lại 120.000 người kháng cự. Nhân loại hoàn toàn mất đi gia viên, bị tước đoạt tất cả tự do, vô số máu và nước mắt không lúc nào là không phát sinh. Những chiến sĩ kháng chiến hy sinh để yểm trợ rút lui. Những nhà khoa học hy sinh để giữ ngọn lửa cuối cùng những cái kia cùng quốc dân chiến đấu hăng hái đến thời khắc cuối cùng các lãnh tụ. Họ thậm chí không để lại tên. Không đơn thuần là như thế. Bọn họ ngay cả dân hiến ra sinh mệnh sở muốn thủ hộ đồ vật, cũng hóa thành đầy trời sương mù xám. 20 năm tuyệt vọng lâm từ gánh vác những thứ này, ở trong tuyệt vọng cùng cô độc đi tới cuối cùng. Nhưng mà giờ phút này, nhìn tất cả những thứ trước mắt, vẫn còn bình tĩnh hàng ngày, quả thực giống như ảo mộng trong lòng ngực của hắn tràn ra, tất cả đều là hy vọng. Mặc dù chỉ có thời gian 4 năm, nhưng vẫn còn cơ hội. Lúc này đây, Lâm từ nghĩ như vậy, loại ý nghĩ này lại đột ngột dừng lại. Trong ánh mắt của hắn lại bịt kín một chút sương mù xám xịt. Hắn vẫn không thể xác định tất cả những thứ trước mắt này đều là thật. Nếu đây thực sự là trò chơi kinh tởm mà những con rệp đó đã làm. Mình phải làm sao bây giờ? thà rằng chết. Cũng không thể bị bọn họ coi là đồ chơi. Lâm từ nắm chặt bút trong tay, ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh. Một khi có cái gì dị thường, cây bút này ngòi bút, tuyệt đối sẽ trước tiên đâm thủng động mạch cảnh. Nhưng vào lúc này, bên tai Lâm từ đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Hệ thống cứu thế kiểm tra đo lượng được tư chất ký chủ. Đang tiến hành trói buộc. Trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng từng hàng chữ nhanh chóng hiện lên trước mắt tô sáng. Chúc mừng ký chủ trói định bản hệ thống. Hệ thống hiện tại chưa kích hoạt, sau khi mở ra kế hoạch cứu thế, hệ thống sẽ hoàn thành kích hoạt. Ngài có 72 giờ hành động. Sau 72 giờ, nếu nhiệm vụ kích hoạt thất bại, bạn sẽ mất tất cả khả năng kích hoạt hệ thống này. Chúc ngài thành công. Thấy một màn như vậy. Lâm từ triệt để ngây ngẩn cả người. Theo sát phía sau, trong lòng hắn cái kia mạc tên là hy vọng nhiệt huyết, triệt để thiêu đốt lên. Ta trở lại 2021. Tất cả còn chưa bắt đầu. Chúng ta còn có cơ hội. Trái đất còn có cơ hội. Nhân loại còn có hy vọng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đây là hệ thống. Hệ thống này tuyệt đối không thể là thứ mà những con rệp chầm sao thiên Nga có thể nắm giữ được. 4 năm Thêm hệ thống này ta tuyệt đối phải nắm chắc. Cây bút mà Lâm Từ đang nắm chặt trong tay đang ken két rung động. Trong trí nhớ, không biết đã bao nhiêu năm không cầm bút. Chỉ là giờ phút này, cây bút kia ở trên tay hắn xoát xoay 180 độ. Tay cầm bút của Lâm Từ có chút run rẩy. Hắn lúc này hồi tưởng lại vị động lưu vì nhân loại tiếp tục tồn tại mà liều mạng. Hắn cắn răng, vang lên tiếng khẩu hiệu bọn họ gào thét trước khi chết. Nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Lâm Từ đồng thời cũng nhớ rõ, bản kế hoạch đó lúc đó được gọi là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Lúc này, tay Lâm Từ ở trên tờ giấy kia, soạt soạt viết xuống mấy chữ to. Mục tiêu. Khoa học viễn tưởng Thiên Đình, kế hoạch Nam Thiên Môn. PS. Sách mới xuất phát, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 02 đáng giá nếm thử, sách mới cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương hai nhìn mấy chữ trước mắt này. Lâm từ trầm ổn một chút tâm tính, híp hiếp, hiếp mắt, trong lòng đang suy nghĩ có liên quan tới cứu vớt nhân loại tất cả. Đã từng cái kia phần thai chết trong bụng kế hoạch, cái kia phần bị mọi người đổ xây hy vọng cứu rỗi kế hoạch. Hắn muốn ở trên địa cầu thành lập lên phòng ngự cơ chế, muốn kiến tạo ra vô số siêu cấp vệ tinh đủ để chống đỡ những tinh hàm ngoài hành tinh kia. Quỹ đạo bình đài khổng lồ 3 triệu km2 Trở thành cánh cổng của trái đất chống lại một cuộc xâm lược ngoài hành tinh. Đây chính là kế hoạch Nam Thiên Môn. Về phần khoa học viễn tưởng thiên đình. Đó là chỉ tồn tại ở lý luận cùng ảo tưởng bên trong khái niệm, dù là cao đẳng tinh tế văn minh đều không cách nào thực hiện, nhưng là bây giờ có hệ thống, Lâm từ thấy được một vòng hy vọng cơ giáp thiên binh lên trời xuống đất. Sổ sinh tử vũ khí bốn chiều tương tự như lá hai chiều, không gian mẫu hàm lăng tiêu bảo điện áp đảo cửu tiêu. Lấy sức mạnh khoa học kỹ thuật chế tạo thần thoại. Hình ảnh khoa học viễn tưởng thiên đình, nếu thật sự có thể thực hiện, nhất định làm người ta chấn động. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn trở nên thập phần nghiêm nghị. Năm 2021 là năm đầu tiên vừa mới có điểm báo. Trong một năm này, có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là năm đó không ai ý thức được hết thảy. Hệ thống nhiệm vụ là mở ra cứu thế kế hoạch. Thời gian chỉ có 72 giờ. Lâm tự biết, thời gian vô cùng cấp bách. Hệ thống không thể nghi ngờ là trợ lực lớn nhất để mình lật ngược tình thế. 72 giờ khởi động kế hoạch. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế vẫn có chút khó khăn. Muốn khởi động kế hoạch, không thể nghi ngờ là muốn liên lạc với lãnh đạo Long Quốc. Nhưng tình huống trước mắt, thân phận của mình chẳng qua chỉ là một học sinh. 2021 năm địa cầu, nói cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn, nói cái gì dị thú sống lại, hơn nữa còn là chính mình học sinh này thân phận, muốn lấy được tín nhiệm là hoàn toàn không có khả năng. Lâm Từ còn nhớ rõ, năm đó mình ở năm 2021 nghe được chuyện gì đó của người ngoài hành tinh, cho dù là lúc soát trung âm thanh cũng sẽ nhanh chóng xẹt qua. Cho dù là chuyện mình cũng sẽ không tin tưởng. Làm sao để những người khác tin tưởng đây? Làm sao bây giờ? Hiện tại vấn đề chủ yếu nhất chính là dùng phương pháp gì mới có thể khiến bọn họ tin tưởng ta. Có thể trực tiếp đạt tới tầng cao nhất, khởi động kế hoạch này. Lâm Từ rất nhanh nghĩ tới đáp án. Hắn lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức gần đây. Ngày 11 tháng 7, kính viễn vọng thiên văn lớn nhất đã chụp được một bộ ảnh các ngôi sao của chòm sao thiên Nga. Ngày 23 tháng 8, rảnh biển sâu nhất Thái Bình Dương thường xuyên xảy ra động đất, các chuyên gia cho biết. Ngày 1 tháng 9, tinh hệ chòm đại khuyển phát ra sóng điện từ dị thường, chúng ta bắt được tín hiệu sóng điện từ dị thường. Vào ngày 13 tháng 10, sao chổi Albana sắp tiếp cận quỹ đạo trái đất mặt trăng trong 3 tháng tới. Sao chổi Albana có thể được quan sát ở bắc bán cầu trong điều kiện thời tiết tốt. Nhìn mấy tin tức này, trong đầu Lâm Từ đã bắt đầu linh hoạt. Những điểm dự báo mấu chốt này quả nhiên xuất hiện. Tuy rằng ấn tượng không sâu, nhưng hơn 20 năm trước những tin tức từng đại biểu cho khủng hoảng. Tôi vẫn còn nhớ. Nghĩ vậy, Lâm Từ lập tức đứng lên. Mặc dù là lúc này đang đi học, nhưng là hắn cũng không muốn lại chậm trễ bất luận cái gì một giây thời gian. Hắn trực tiếp hướng cửa lớp bước nhanh đi tới. Tất cả đồng học đều chú ý tới một màn này, lão sư lại càng không ngoại lệ. Trung niên nữ lão sư có chút tức giận, bình thường trốn học coi như xong, hôm nay thật vất vả tới, còn lén lút đi. Hắc! Nam sinh kia! Người đi làm gì? Còn chưa tan học mà nhưng Lâm từ căn bản ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp rời khỏi phòng học. Sư phụ còn không chịu từ bỏ cam hưu. Đứng lại. Ngươi tên gì? Lớp của tôi về sau cậu không cần dùng nữa. Học lại đi. Nhưng nhìn bóng lưng Lâm từ nhanh chóng rời đi, phổi thầy sắp nổ tung, cô nổi giận đùng đùng hỏi các bạn học khác. Nam sinh kia tên gì? Nói mau. Nếu không cả lớp sẽ bị rớt nhưng mà những thanh âm này đều ở bên tai lâm từ càng ngày càng xa hắn bước chân rất nhanh thẳng đến trường học cung thiên văn phương hướng đi trường này là trường đại học tổng hợp các phương tiện cũng đều vô cùng hoàn thiện kính viễn vọng thiên văn trong cung thiên văn cùng với mạng lưới liên kết với cơ sở dữ liệu thiên văn quốc gia long quốc nó sẽ giúp bạn nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình tuy rằng cung thiên văn đương nhiên không phải tùy tiện mở cửa cho học sinh nhưng lúc này Lâm Từ không quản được nhiều như vậy. Hắn phá vỡ khóa cửa, sờ soạn đi vào, ở trong máy tính chủ của Cung Thiên Văn mở ra cơ sở dữ liệu Thiên Văn Quốc lập, đối với biến hóa tình huống gần đây của các tinh hệ tiến hành tổng hợp. Quả nhiên, bị Lâm Từ tìm được liên hệ trong đó. Tuy rằng đã qua 20 năm, nhưng là hắn vẫn nhớ rõ 20 năm trước, trên tin tức đột nhiên báo ra địa cầu sắp nghênh đón ngoài hành tinh Văn Minh xâm lấn lúc loại kia rung động vô biên giờ này khác này, đúng như lúc đó khác kia. Nhìn sắp xếp lại những tình báo này, trong đầu hắn đang nhanh chóng xây dựng dây xích manh mối, sâu chuỗi tất cả những gì trong ký ức năm đó. Nhưng làm thế nào để liên lạc với cao tầng Long Quốc, đây vẫn là vấn đề nghiêm túc nhất. Lấy thân phận một sinh viên đại học, làm sao mới có thể nhìn thấy những người đó? Nếu như mình nói là từ tận thế 24 năm sau trở về, cho dù là sẽ bị coi là bệnh tâm thần mặc dù không bị coi là bệnh tâm thần mặc dù không phải bị cắt lát nghiên cứu vậy cũng tuyệt đối sẽ chậm trễ đại lượng thời gian lâm tự biết mình nhất định phải dùng phương pháp thích hợp để xử lý thỏa đáng điểm mấu chốt này làm như thế nào hắn có chút thất thần nhìn trước mắt này đài thiên văn cung máy tính mà trong đầu của hắn lập tức hiện lên một đạo ánh sáng có rồi lâm từ vung con chuột mở trình soạn thảo tài liệu trên máy tính này ra rất nhiều năm không có đụng qua máy tính ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ. Nhà khoa học đáng kính, xin chào. Dựa trên các quan sát và khảo sát dữ liệu, trái đất đang trên bờ vực của một sự thay đổi lớn chưa từng có trong lịch sử. Trước mắt quan các kết quả, có thể tiến hành một ít thiên tượng thôi diễn. Tuy rằng bản thân Lâm từ không có biện pháp nhanh chóng câu thông với cấp cao, nhưng chỉ cần lời nói của mình khiến cho bất kỳ một vị học giả cao cấp nào chú ý cho dù chỉ là một người cũng tốt. Là có thể đạt được mục đích của mình. Khó nhưng đáng để thử. PS Sách mới xuất phát, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 3 Xăm lấn, sách mới cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 ngón tay lâm từ gõ không gián đoạn trên bàn phím. 3 giờ sáng ngày 19 tháng 10, suối ngoài hành tinh hệ ngân hà sẽ vỡ vụn. Là bởi vì vị trí neo giữa các vì sao của nền văn minh ngoài hành tinh. Sau tiểu khuyển vào 9 giờ sáng ngày 20 tháng 10, tiểu hành tinh Bu 25 hoàn toàn biến mất, kết thúc sinh mệnh dài đến 3 tỷ năm. Đồng thời kèm theo tinh hệ tiểu khuyển gần đó xuất hiện hiện tượng bão táp thiên hạ đường kính một năm ánh sáng. Đây là do phi thuyền ngoài hành tinh khởi động động cơ công trên phạm vi lớn gây nên. 12 giờ trưa ngày 21 tháng 10, chòm sao tiên nữ có thể quan sát được hố đen hủy diệt. Đây là văn minh ngoài hành tinh hấp thu năng lượng hố đen. Ngày 31 tháng 10, 0 giờ 5 phút thời gian yên kinh, chòm sao Thủy Bình sẽ tái hiện điểm sáng có thể quan sát được, bán kính điểm sáng của nó là 0,5 năm ánh sáng, chiếu sáng chòm sao thiên nữ và tiếp giáp với tinh hệ trong 3 giờ. Ngón tay anh nhảy múa trên bàn phím, phát ra âm thanh bùng bùm hắn chỉ có 72 giờ thời gian, cho nên dù là từng phút từng giây, cũng không thể chậm trễ. Nếu điều này xảy ra, sự dịch chuyển quan học của lỗ đen trong chòm sao thiên Nga đã dẫn đến sự thay đổi về độ ổn định của cụm, và sự dịch chuyển đỏ bất thường của chòm sao đại khuyển ngay sau đó chỉ có thể cho thấy một số thứ mà chúng ta không thể quan sát được đang tiến về phía trái đất với tốc độ không xác định. Đây có thể là một nền văn minh ngoài trái đất. Trong phần tiểu luận văn lưu loát ước chừng 1.500 chữ này, Lâm từ có thể nói là dùng hết tất cả vốn liếng. Điểm thứ nhất, ẩn giấu thân phận người xuyên Việt của mình, để tất cả những thứ này đều lộ ra thuận lý thành chương, như vậy mới có thể thuận tiện hành động tiếp theo. Điểm thứ hai, nhất định phải tìm được cơ hội có thể làm cho bọn họ tin tưởng hơn nữa coi trọng. Bây giờ là ngày 18 tháng 10. Mà 3 giờ sáng ngày 19 tháng 10 mới bị địa cầu quan sát được, biến hóa cực lớn của tinh tuyền bên ngoài hệ ngân hà, tuyệt đối có thể trở thành cơ hội này. Trong đầu lâm từ hiện ra lời giáo sư Tống Trường Chí đứng trước mặt mình, mặt đầy nước mắt mang theo tự trách. Nếu chúng ta sớm chú ý tới sự biến hóa của ngoại tinh tuyền, nếu như chúng ta sớm có thể liên tưởng đến hết thảy, sao lại bị động như vậy? Chúng ta quá coi thường. Lâm Từ là một chỉ huy, chỉ huy bảo vệ vinh quang cuối cùng của nhân loại. Sau khi người thuộc chồng sao thiên Nga đến trái đất Có thể tiếp tục dãy dụa sống qua 20 năm Đây tuyệt đối không phải sức mạnh cá nhân của hắn Mà là vô số máu cùng nước mắt xây lên Pika Từ trong hồi ức một lần nữa trở lại hiện thực Nhìn sân trường đại học vẫn bình an vui vẻ này Lâm từ hiểu được 24 năm quá khứ 24 năm tương lai Chính là sự nghiệp mình phải phấn đấu cả đời Giờ này khắc này Lâm từ hắn lần nữa đọc một lần thư tín của mình, liên tục xác nhận không có vấn đề gì về sau, cuối cùng gõ lên tên của mình. Học sinh, Lâm từ. Ngay sau đó, hắn liền click gửi đi. Viện nghiên cứu thiên tượng yên kinh hoàng vũ. Đã đưa tới. Viện nghiên cứu thiên văn phụng thiên đã đưa đến Trung Quốc, Claudia Coulon, Viện Hàng Lâm Khoa học Long Quốc. Đã đưa đến. Thiết bị vớt ván dầu mở cho xử lý nước thải, Petrostar. Well, scheme. email một phong lại một phong truyền đi đưa đến các viện nghiên cứu thiên văn và các cơ quan nghiên cứu khoa học trên toàn quốc ngay trong khoảnh khắc email này được gửi đi vận mệnh chi luân của tinh cầu này đã lặng lẽ chuyển động hô nhìn chữ viết của trạm cuối cùng viện nghiên cứu chiến lược quân sự long quốc đã đưa tới lâm từ thở dài một hơi mặc dù đã gửi những bức thư này nhưng mà hắn vẫn cảm giác không đủ ổn định. Nhưng trước mắt, hắn quả thật không có phương án nào tốt hơn để thực hiện. Khoảng cách 3 giờ sáng ngày 19 quan sát được tin Tuyền Ngân Hà phát sinh dị động, còn có 17 giờ. Trong khoảng thời gian này, tất cả những gì hắn có thể làm là chờ đợi. Nhưng là Lâm từ đồng thời cũng biết, nếu như những bức thư này cuối cùng đều đã chìm biển rộng. Như vậy mình sẽ trực tiếp công khai thân phận của mình cho dù là sẽ gặp phải một ít không biết thẩm tra thậm chí là khác thường tầm mắt. Nhưng những thứ này, Lâm Từ đã sớm đem những thứ này đặt ở bên ngoài. Vô luận như thế nào, trong vòng 72 giờ này, đều phải lập kế hoạch Nam Thiên Môn. Long Quốc Kim Nam Đây là nơi kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất trái đất, thiên nhãn tọa lạc. Trung tâm nghiên cứu khoa học thiên nhãn là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khoa học kỹ thuật quan trọng nhất của Long Quốc trong thời gian gần đây. Lúc này, trong văn phòng viện trưởng Trung tâm nghiên cứu khoa học thiên nhãn, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học thiên nhãn Lý Đông Thành nâng kính mắt, mở bức thư trên máy tính ra. Nhìn chữ viết trên đó, ngay từ đầu ánh mắt Lý Đông Thành vẫn rất nghiêm túc. Nhưng là càng là nhìn về phía sau, ánh mắt của hắn lại trở nên càng là trêu tức đây là đứa nhỏ từ đâu tới lại nằm mơ thấy người ngoài hành tinh văn minh trái đất phát triển đến nay chưa từng có chứng cứ xác thực về sự tồn tại của người ngoài hành tinh chớ nói chi là những điểm neo giữa các vì sao còn có động cơ công nào nữa quả thực là đầm rộng hang hổ yên kinh viện hàn lâm khoa học long quốc một viện sĩ nào đó sau khi nhìn thấy phong thư này cười nhạo một tiếng click chuột trực tiếp ném vào thùng rác ngày nào cũng nhận được thư rác như thế này người ngoài hành tinh đừng mơ mộng xuân thu nữa còn cái suối ngoài hành tinh nào nữa thật sự là quá khoa trương trí tưởng tượng cũng rất phong phú phụng thiên viện nghiên cứu thiên văn phụng thiên tiến sĩ thẩm ngang sau khi cẩn thận xem qua phong thư này mỉm cười có trí tưởng tượng đích thật là chuyện tốt nhưng loại chuyện này vẫn quá khoa trương ngân hàng ngoại tinh tuyền vỡ vụn đây là ý tưởng kỳ diệu từ đâu tới đứa nhỏ này viết tiểu thuyết thì thích hợp hơn tại thời điểm này không ai tin rằng tất cả những điều này sẽ thực sự tồn tại mặc dù là thấy được phong thư này nhưng cũng không ai coi ra gì tựa như đá chìm biển rộng ngay cả một mảnh bọt nước cũng không có dơ lên bởi vì đó đích thật là nói chuyện giật gân quá mức cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh trái đất đang khủng hoảng ai có thể tin được những lời như trong phim trong lòng lâm từ kỳ thật cũng đã sớm nghĩ tới tình huống liên quan nhưng mà lâm từ cũng không vội trong nhất thời bởi vì hắn rất rõ ràng 17 giờ sau khi cái kia quỷ dị lỗ thủng bị quan trắc đến thời điểm vậy phong thư này của hắn có lẽ có thể phát huy hiệu lực ts sách mới xuất phát cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu tất cả. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 4 Dành giật từng giây, sách mới cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày 19 tháng 10 3 giờ sáng Trung tâm nghiên cứu kính viễn vọng vô tuyến kiềm nam. Cái này đường kính chừng 500 mét, chiếm cứ toàn bộ thung lũng khổng lồ radio kính viễn vọng, đang trung thực ghi chép có khả năng quan sát được tất cả tín hiệu từng tấm ảnh chụp từ vũ trụ sâu trong không gian đang trải qua xử lý tín hiệu của máy tính được ghi chép trung thực trong ổ cứng tích tích trong hệ thống hoàn toàn tự động có tiếng nhắc nhở rất nhỏ truyền ra một tấm lại một tấm ảnh chụp bị hệ thống đánh dấu ra dị thường tinh tuyền hệ ngân hà đang có một lỗ hổng khổng lồ trong quá trình dần hiện ra ở những cái kia bị đánh dấu ra dị thường ảnh chụp ở giữa ngôi sao vỡ nát vô số tiểu hành tinh vành đai thiên thạch bị lực lượng không rõ oanh kích ra thật lớn lỗ hổng hình ảnh tinh tuyền vốn cấu thành vòng xoáy xoắn ốc kia đúng là xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng thật lớn trong kính viễn vọng vô tuyến ghi lại rất nhiều ngôi sao dấu hiệu hoàn toàn biến mất cuối cùng đúng là ở bên ngoài ngân hà xuất hiện một lỗ thủng các quốc gia trên thế giới đều chú ý tới hình ảnh này khi dị thường này bị ghi lại trước tiên liền khiến cho toàn cầu chấn động đại thiên văn rewitt của ưng quốc suối ngoài hành tinh ngân hà vỡ vụn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nasa chúng tôi chưa bao giờ ghi lại cảnh tượng tương tự đây là kỳ quan thiên văn kiểu gì trung tâm nghiên cứu chiến lược không gian của liên xô chính xác loại lực lượng nào có thể làm được điều này cái gì đến từ một cụm sao nhỏ ở sâu trong vũ trụ va chạm với rìa ngoài của ngân hà. Khi tất cả chuyên gia thiên văn các quốc gia trên thế giới đều cảm thấy vô cùng chấn động vì hiện tượng này. Hoa hạ những thiên văn học giả, giáo sư đã nghỉ ngơi cũng đều bị cái này đủ để chấn động toàn bộ thiên văn học thuật trọng đại biến cách làm bừng tỉnh. Những viện nghiên cứu đã sớm đóng cửa tất cả ánh đèn, trong 10 phút ngắn ngủi cũng đã trở nên đèn đuốc sáng trưng. Mỗi một nghiên cứu viên mỗi một giáo sư mỗi một nhân viên công tác đều vọt tới cương vị của mình vì bắt được manh mối có thể thoáng qua kia bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một khả năng nào tại trung tâm nghiên cứu thiên nhãn kiềm nam viện trưởng viện nghiên cứu thiên nhãn tên là lý đông thành đang ngồi sau bàn làm việc của mình trợn mắt há hốc mồm nhìn phần ảnh chụp văn kiện đặt trên mặt bàn của mình cái này hắn từng cái từng cái lật xem những tấm ảnh kia bị trong tấm ảnh này mỹ lệ vô cùng hùng vĩ vô cùng hình ảnh sợ chấn động đồng thời, trong lòng của hắn đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện khác. Ngân hà ngoại tinh tuyền vỡ vụn. Không ngờ lại thành sự thật. Cái này. Hắn buông bức ảnh trên tay xuống, lập tức vung con chuột, tìm được bức thư mình đã xóa trước đó. Cái tình huống mình vốn cho là không có khả năng này, lại thật sự xảy ra. Nói cách khác. Tiểu tử kia ở trong thư phỏng đoán là chính xác hắn lại cẩn thận nhìn một lần trong thư tín này đề cập đến hết thảy. Mà càng lại nhìn, biểu tình của hắn cũng là trở nên càng thêm sợ hãi thang rung động. Giờ này khắc này, Lý Đông Thành chỉ cảm giác một trận da gà ở trên cánh tay lan tràn đến toàn thân, hắn vuốt cầm của mình, trong lúc nhất thời tự hồ là quên hô hấp. Thật sao? Cái này? Nếu chuyện này xảy ra, vậy suy đoán của hắn sau đó sẽ như thế nào? Rèn ren 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 lúc này tiếng chuông điện thoại trên mặt bạn đột nhiên vang lên lúc này mới cắt đứt dây cung đang căng thẳng trong lòng lý đông thành anh vội vàng cầm điện thoại lên alo tôi là lý đông thành bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trung khí mười phần lão lý tôi là tống trường chí đã xảy ra chuyện gì ngươi thấy không ông tống trường chí là một viện sĩ đến từ viện nghiên cứu chiến lược quân sự long quốc Đồng thời cũng là năm đó chết ở Lâm từ trước mặt một tên vì nhân loại mà anh dũng hiến thân học giả một trong. Giờ này Khắc này Tống Trường Chí còn trẻ, nhưng cũng đã đứng vững một chỗ trong viện nghiên cứu chiến lược. Nghe được giọng nói nghiêm túc của Tống Trường Chí, Lý Đông Thành cũng nghiêm túc gật đầu. Tôi thấy rồi. Hơn nữa, Lý Đông Thành hơi dừng lại một chút, cân nhắc một chút lời kế tiếp có nên nói hay không. Bất quá hắn rất nhanh liền tiếp tục mở miệng nói bên này tôi nhận được một bức thư. Tống Trường Chí ngẩn người, ngắt lời Lý Đông Thành. Nhận được một bức thư. Trong thư viết cái gì? Viết là dự đoán chuyện tinh tuyền sụp đổ. Giọng nói của Tống Trường Chí vô cùng kinh ngạc, nhưng Lý Đông Thành còn giật mình hơn. Ngươi cũng nhận được. Cái này là như thế nào phát đến chiến lược viện đi? Tống Trường Chí không trả lời, nhưng hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Đó không phải là vấn đề. Trọng điểm là trong phong thư này nhắc tới sự tình cùng với nhắc tới chuyện này người kia dự đoán tinh cầu tuyền vỡ nát đây là năng lực gì trên toàn thế giới không ai dự đoán sẽ có tình huống như vậy xảy ra hắn làm sao dự đoán được huống chi không chỉ có một phương diện tinh tuyền vỡ tan còn có nhiều suy đoán hơn điều này đã đủ khiến cho bọn họ coi trọng rồi nói cách khác bọn họ phải coi trọng lúc này tống trường chí ngữ khí dị thường nghiêm túc mở miệng nói chúng ta nhất định phải tìm được người này ít nhất hãy biết làm thế nào anh ấy dự đoán được điều đó đúng là thiên tài thiên văn lý đông thành hơi gật đầu nhưng sau khi trầm mặc một lát hắn lại nói tuy nhiên ông ấy đã đề cập đến người ngoài hành tinh trong thư mà lúc này tống trường chí lập tức phản bác người ngoài hành tinh hẳn là không thể nào bất quá mặc kệ có thể hay không chuyện này nhất định phải giữ bí mật tôi sẽ lập tức liên lạc với cấp trên người này chúng ta nhất định phải bảo vệ lý đông thành lập tức gật đầu nói được lão tống làm theo lời ngươi nói không đơn thuần là viện nghiên cứu thiên nhãn và trung tâm nghiên cứu chiến lược tại hoa hạ các nơi thiên văn sở nghiên cứu cùng với hơi chút hạch tâm một ít đơn vị nghiên cứu khoa học đều đã chú ý tới phong thư kia. Những này đến từ cả nước các nơi học giả, các nhà khoa học, đều đang từng người vận dụng quyền hạn của mình, thử đi tìm tên này gọi là Lâm từ học sinh. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng. Chuyện này đang lấy tốc độ khoa trương dị thường tăng lên coi trọng đẳng cấp. Từ các đơn vị nghiên cứu khoa học, nhanh chóng truyền tin tức về phía đơn vị cấp trên. Phong thư này của Lâm Từ đã đạt tới hiệu quả của hắn. T.S sách mới xuất phát, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 5 Đặt công đến Cho mời rừng từ tiên sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 4 giờ sáng Lâm Từ cũng một mực chú ý đến tình huống lần này. Trên mạng không có tin tức đáng tin cậy. Chuyện này lên men ra, mãi cho đến khi các nhà khoa học các quốc gia tung ra luận điểm, cần thời gian nhất định. Nhưng mà đối với Lâm Từ mà nói, thời gian chờ đợi đích xác có chút dày vò. Hắn có kiên nhẫn, nhưng là tương lai không xác định, làm cho hắn có chút phát điên. Không sao. Nếu không thì còn có kế hoạch B. Hơn nữa chuyện trọng đại như vậy. Làm sao có thể hoàn toàn không ai chú ý tới. Ta không thể quá vội vàng. Lần chờ đợi này, chính là suốt một đêm. Lâm từ đương nhiên không biết, hiện tại hoa hạ giới khoa học đã bị hắn phong thư kia quấy thành một nội cháo. Lúc này cấp cao đã chú ý tới chuyện này. Nhân tài có thể dự đoán được tin tưởng khoa trương như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, văn phòng phân tích kỹ thuật tại tòa nhà cơ quan an ninh quốc gia Long Quốc. Tin tức, lâm từ đã hiện ra trước mặt một đám nhân viên tình báo vây quanh toàn bộ văn phòng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn hình ảnh máy tính tất cả mọi người cho rằng, đó sẽ là một cái tại thiên văn phương diện thượng ngâm dâm nhiều năm lão giáo sư gián dấp. Dù sao ở phương diện khoa học này, không có khả năng có thiên phú dị bẩm gì, mà phải là tích lũy lâu dài. Nhưng mà khi tấm ảnh kia xuất hiện, mỗi một đặc công ở đây đều nhướng mày. Ảnh chụp một nam sinh tuấn tú, xuất hiện ở trong hình ảnh trước mắt. Người lạ năm 2000. Mỗi người đều cảm giác rất là kinh ngạc. Còn trẻ như vậy vẫn là một học sinh. Là sinh viên năm hai Đại học Khoa học Kỹ thuật Tổng hợp Giang Bắc. Lại là một học sinh nhìn ra tinh tuyền trùng kích. Tuy rằng viết lý do này quá khoa trương. Nhưng có thể dự đoán được thứ này. Tuyệt đối không phải người bình thường. Người phụ trách nhìn khuôn mặt thanh tuấn này, cắn răng, tuy rằng không tin sẽ là một người trẻ tuổi như vậy, nhưng trước mắt phù hợp điều kiện chỉ có một người như vậy. Thậm chí cả một cái trường học gọi là lâm từ người, cũng chỉ có một người này. Hắn mở miệng nói, xét duyệt thân phận của hắn, xét duyệt tình hình gia đình anh ấy, kiểm tra nguồn gốc kinh tế của hắn, mức tiêu dùng. Phải xác nhận người này sạch sẽ. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ này lúc 5 giờ sáng, mãi cho đến khi tìm được người thanh niên này, rồi đến khi xét duyệt thân phận xong. Khi mọi chuyện kết thúc, mặt trời đã mọc. Nhưng mà bọn họ chứng kiến Lâm từ quá khứ tin tức, hoàn toàn là một người bình thường nhân sinh. Không có gì đặc biệt. Bất quá cho dù là như thế, người trẻ tuổi có thể dự đoán được hiện tượng thiên văn khoa trương như vậy, nhất định phải được coi trọng. Lúc 8 giờ, phân cục quốc an Giang Bắc đã nhận được tin tức từ Tổng Bộ. Giang Bắc Tổng hợp Khoa học Kỹ thuật Đại học, Điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp, nằm hai sinh viên Lâm Từ, đưa hắn mang về Giang Bắc phân cục an trí chờ đồng chí của Viện Khoa học Quốc gia và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự đến. Ngày 19 tháng 10, 9 giờ sáng, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Tổng hợp Giang Bắc sắp bắt đầu. Lâm Từ cũng ở trong đội ngũ trên sân thể dục, chờ hiệu trưởng đọc diễn văn. Bất quá bản thân hắn đối với hoạt động đọc diễn văn này không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn lúc này đang nhìn tin tức đứng đầu bản tìm kiếm trên WeChat hệ ngân hà dị tượng kinh người, ngân hà ngoại tinh tuyền vỡ vụn. Ted Israel Giáo sư Nyser tại đài quan sát Duy của IG Nation cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng điều này có thể là do hiện tượng thiên văn bất thường gây ra bởi sự va chạm của cùng sao nhỏ với một con suối ngoài hành tinh của giải ngân hà dưới lực hấp dẫn, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người quan sát thấy một hiện tượng bất thường như vậy cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ cho biết trong một bài báo rằng hiện tượng thiên văn bất thường lần này sẽ không ảnh hưởng đến trái đất nhìn thấy những chữ viết này lâm từ thoáng nhíu mày ngay cả phần thanh minh này cũng giống như ấn tượng của mình năm đó tôi đã thất bại không thành công nếu như thành công ít nhiều cũng sẽ sinh ra một ít hiệu ứng bươm bướm ít nhất cũng sẽ đối với chuyện này tạo thành một ít ảnh hưởng a à. chẳng lẽ là gửi email quá nhiều bị coi là thư rác. Tâm tình lâm từ có chút phức tạp. Nhưng mà đang lúc hắn suy nghĩ loạn thất bát tao, hiệu trưởng trên đại đã lên tiếng. Các vị đồng học. Hôm nay là ngày kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Trong ngày này, chúng ta gian bắt tổng hợp khoa học kỹ thuật đại học, đã làm bạn 45 khóa sinh viên vượt qua 45 cái xuân thu. Đã tốt nghiệp ưu tú nhóm tốt nghiệp, các ngươi huyết học trưởng học tỷ nhóm. Cũng lần nữa về tới trường học chúng ta hãy cùng nhau chào đón họ. chào. tiếng vỗ tay như sấm dậy. nghe nói lần này tới không đơn thuần là có sinh viên tốt nghiệp ưu tú đã tốt nghiệp đang sắp trở thành trụ cột vững vàng, còn có các lão tiền bối đã sớm trở thành trụ cột. bọn họ ở cương vị của mình phát sáng phát nhiệt. hôm nay ở ngày kỷ niệm ngày thành lập trường này, về tới trường học cũ. lúc này, trên đường đi học ở phía tây sân thể dục, có một loạt xe đen ướt chừng hai ba mươi chiếc chạy đến lối vào sân thể dục. Hơn 10 người đàn ông anh hùng mặc âu phục màu đen, đeo kính trăm màu đen từ trên xe đi xuống. Ồ, nhìn thấy hình ảnh như vậy, các học sinh đều vô cùng kinh ngạc than thở. Nhưng mà không có bất kỳ một học sinh nào chú ý tới, lúc này hiệu trưởng đã đóng mạch, nhìn tình huống trước mắt, sắc mặt tự hồ có chút kinh ngạc kinh hãi. Mà những người mặc âu phục màu đen này, nhanh chóng bảo vệ các lối ra vào sân thể dục của trường học. Nhìn bọn họ mặc không chút thay đổi, động tác mạnh mẽ vang dội, không ít học sinh đã ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Tình huống gì? Hả? Làm sao vậy? Có phải hiệu trưởng tham lam? Tới bắt hắn không? Các học sinh đều khẩn trương lên, biểu tình đều có chút không đúng. Nhưng mà Lâm từ đứng ở giữa đám học sinh này, nhướng mày. Trong lòng hắn đã ý thức được không thích hợp. Hình ảnh này, ở trong trí nhớ của mình, là chưa từng xuất hiện nói cách khác. Lúc này, một gã mặc âu phục màu đen mang theo kính trăm trung niên nam tử đã đi lên bục giảng, đứng ở hiệu trưởng bên cạnh. Khoảng cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ nói cái gì, sau đó hiệu trưởng lập tức đứng dậy, tự hồ còn hướng về phía nam nhân âu phục đen hơi cúi người. Theo sát phía sau, người đàn ông kia không lưng ghé vào trước microphone. Khụ khụ. Hắn hắn giọng. Khiến cho mọi người chú ý, theo sát phía sau, thanh âm của hắn liền truyền ra. Cấp 2020, chuyên ngành công trình thông tin điện tử, Lâm Từ Tiên Sinh. Lâm Từ Tiên Sinh có ở đây không? Xin ngài ra hiệu cho nhân viên của chúng tôi. Giờ này khắc này, tất cả bạn học bên cạnh Lâm Từ đều đưa tầm mắt nhìn về phía cậu. Trong vô số ánh mắt đều mang theo vô cùng chấn động cùng kinh ngạc. Động tác như vậy, giống như virus, lấy Lâm Từ làm trung tâm, phát tán khắp nơi. Đã không cần Lâm Từ ra hiệu gì nữa. Lúc này, tầm mắt mọi người đều đang nhìn hắn đang đứng ở trung tâm sân thể dục. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền tới. Lâm Từ là ai? Hắn có bí mật gì sao? Kỳ thật hắn là loại đặc công đó. Những bộ âu phục đen kia là ai? Chúa ơi, cái này cũng thật tuyệt. Ngồi xe buýt đi tới sân thể dục của trường học những người tốt nghiệp ưu tú kia, nhìn thấy tràn diện như vậy cũng đều nhao nhao ngây ngẩn cả người. Trong đó, có người đứng thứ hai cục thành phố Giang Bắc nhìn người đàn ông trung niên mặc Âu phục màu đen đang đứng trên bục giảng, vẻ mặt thoáng cái liền cứng đờ. Đó là Đó là dịp chí thắng của phân cục Quốc An Giang Bắc. Hắn tới đây làm gì? PS Sách mới xuất phát, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 06 vì toàn nhân loại cứu thế kế hoạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 nghe được lời của Phó Cục trưởng Cục Thành phố Giang Bắc, sắc mặt những sinh viên tốt nghiệp ở đây đều đã xảy ra biến hóa. Nhất là trong đó một ít thân ở chức vị quan trọng, càng là hiểu được cái này quốc an phân cục đầu đem ghế dựa đến cùng là dạng gì hàm lượng vàng. Bọn họ xuất động trận chiến như vậy đến tìm học sinh tên là Lâm Từ này. Nhìn hình ảnh như vậy, bọn họ cũng nhao nhao nghị luận Lâm Từ là ai? Lâm Từ chuyên ngành công trình thông tin điện tử. Các cậu nghe nói qua chưa? Để cho Quốc An ra tay. Người này khẳng định trên người có bí mật không nhỏ. Những sinh viên tốt nghiệp ưu tú của Đại học Khoa học Kỹ thuật Tổng hợp Giang Bắc này vốn cũng là nhân vật kiệt xuất trong các ngành các nghề. Nhưng lúc này dưới trận thế này, trong ánh mắt nghị luận của bọn họ cũng tràn ngập kính sợ. Chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trên sân chơi vài tên mặc âu phục màu đen đặc công xuyên qua đám người đứng ở lâm từ trước mặt dưới sự chú ý của vạn chúng một gã đặc công móc ra giấy chứng nhận của mình tốc độ nói rất nhanh thấp giọng nói chúng ta là đặc công phân cục giang bắc quốc an lâm từ tiên sinh chúng tôi đã nhận được thư của anh xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến lâm từ nghe nói như thế khối cự thạch trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống Mặc dù khi nhìn thấy xe của những đặc công này đến, trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng Thủy Chung vẫn là sau khi nghe được lời này, trái tim treo lơ lửng kia mới an ổn xuống. Những lá thư này, đích xác có tác dụng. Trong lòng hắn có chút kích động. Dòng thời gian đã thay đổi. Kết cục của nhân loại nhất định sẽ bị viết lại. Lâm từ lúc này tim đập cực nhanh. Nhớ lại những khổ nạn mà nhân loại đã gặp phải trong 20 năm đó, ánh mắt của hắn cũng trở nên càng thêm kiên định. Những ý nghĩ này lóe lên như điện quang, hắn nhìn tên đặc công này, khẽ gật đầu. Dẫn đường đi. Nghe được ba chữ này, tên đặc công kia có chút ngây dại. Thân là năm 2045 nhân loại cuối cùng còn sót lại quân kháng chiến chỉ huy, lâm từ tại thời khắc này thể hiện ra khí chất, để tên đặc công này trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Không khỏi nhìn thoáng qua người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tuấn này trong lòng cũng là tò mò, này chỉ có chừng 20 tuổi học sinh, là từ nơi nào rèn luyện ra như vậy nồng đậm thiết huyết khí chất. Bất quá tên đặc công này cũng không có nhiều lời, dẫn đầu cất bước, mang theo lâm từ đi ra ngoài sân thể dục. Đồng thời cũng ở trong kênh bộ đàm không dây thấp giọng nói ra. Mục tiêu đã được xác định. Nhiệm vụ hoàn thành. Chuẩn bị rút lui. Các đặc công canh gác các lối ra vào sân thể dục, có thứ tự rút lui. Các đặc công sen kẻ tiến vào bên cạnh học sinh sân thể dục cũng nhanh chóng rời đi. Dịp Chí thắng trên bục giảng lãnh đạo trường, sau khi gật đầu với hiệu trưởng Đại học Khoa học Kỹ thuật Tổng hợp Giang Bắc, động tác cũng lưu loát rời đi. Bọn họ tới nhanh, đi nhanh hơn. Một đoàn xe màu đen, trong vòng 3 phút ngắn ngủi đã biến mất trong tầm nhìn của các học sinh. Hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả, trái tim đập thình thịch. Tuy rằng cấp bậc hành chính cũng không thấp, nhưng là quanh năm cùng học sinh giao tiếp hiệu trưởng nơi nào gặp qua loại trận chiến này hắn mạnh mẽ ổn định tâm thần một lần nữa ngồi ở micro trước khụ khụ gặp chút nhạc đệm chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường tiếp tục cho phép sinh viên tốt nghiệp ưu tú vào sân nhưng lúc này làm sao còn có người chú ý đặt ở trên người bạn học ưu tú nào cho dù là sinh viên tốt nghiệp ưu tú có thể có sinh viên năm hai đại học lâm từ vừa rồi trâu bò. Tất cả mọi người, bao gồm cả lãnh đạo nhà trường trên bục giảng, kỳ thật trong lòng đều đang suy nghĩ vấn đề giống nhau. Lâm từ Rốt cuộc là thân phận gì? Bạn cùng phòng và bạn học của Lâm Từ đã sớm nổ tung. Rối rít nghị luận Lâm Từ rốt cuộc là tình huống gì? Ngày hôm qua Lâm Từ tần số cao kia không phải trốn học sao? Cậu ta có làm gì không? có phải hắn tiết lộ tình báo gì đó với thế lực bên ngoài? Là gián điệp sao? Sao có thể là gián điệp? Người ta mời Lâm Từ đi. Không nghĩ tới Lâm Từ trâu bò như vậy, hắn rốt cuộc là làm gì? Có phải là công tử nhà đại nhân vật gì không? Không ai có thể đoán được hiện tại trên người Lâm Từ rốt cuộc gánh vác trách nhiệm gì. Bất quá, ngay tại tương lai không xa, bọn họ khẳng định có thể chân chính hiểu được Lâm tự rốt cuộc là thân phận gì? Lần tiếp theo lộ diện lúc, hắn đem thân là khoa học viễn tưởng thiên đình, nam thiên môn kế hoạch, tổng kỹ sư. Vì toàn nhân loại chế tạo một cái đủ đối kháng ngoại văn minh xâm lấn bích chướng. Đoàn xe màu đen trầm mặt chạy trên đường cao tốc Giang Bắc. Địa điểm làm việc của phân cục quốc an đương nhiên cũng thập phần bí ẩn. Hơn nữa là nhiệm vụ đặc thù như vậy, lộ tuyến bọn họ lựa chọn sẽ tương đối bảo thủ hơn một chút. Lúc này, Diệp Chí Thắng cũng nhận được tin tức trong tin nhắn mã hóa. Đồng chí của Viện Khoa học Quốc gia và Viện Nghiên cứu Chiến lược đều đã đến rồi sao? Lâm từ tiểu tử này rốt cuộc có năng lực gì? Phía trên có thể gấp gáp như vậy sao? Diệp Chí Thắng kỳ quái nghĩ như vậy. Chỉ là mặc dù trong lòng có không ít vấn đề, nhưng Diệp Chí Thắng cũng không lắm miệng. Thân là người làm công tác tình báo quốc an, không tò mò chính là gốc rễ an thân lập mệnh chúng ta tới rồi trong một khu vườn đoàn xe màu đen cuối cùng cũng dừng lại lâm từ sau khi xuống xe hít sâu một hơi ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng lúc này trong lòng hắn thật sự là có quá nhiều than thở sau khi chiến tranh bắt đầu đã hai mươi năm kể từ khi anh nhìn thấy bầu trời xanh cho dù là vì bầu trời này kế hoạch nam thiên môn cũng nhất định phải chứng thực ts sách mới xuất phát cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 7 Khoảng cách vì 20 năm gặp lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 75 từ được đưa đến một văn phòng. Mấy tên đặc vụ kia sau khi đưa hắn đến nơi này liền rời đi. Mà trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại mình lâm từ. Anh ngồi trên sofa, trong lòng đối với tình huống hiện tại của mình như gương sáng. Bộ phận quốc an vì bảo đảm đem sát suất ngoài ý muốn giảm xuống thấp nhất, đối với thẩm tra của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút sai sót nào. Đúng như Lâm từng nghĩ lúc này. Bên ngoài văn phòng này là một phòng quan sát. Trong phòng quan sát có vài tên quốc an đặc biệt đang thông qua camera để phán đoán tình huống trên người hắn lúc này. Một gã mặc áo blue màu trắng nhân viên nghiên cứu dáng vẻ người đang một bên nhìn bên cạnh bàn số liệu, một bên nhanh chóng phán đoán tình huống trước mắt nhịp tim ổn định nhiệt độ cơ thể bình thường đồng tử vẫn chưa phát hiện khuếch tán còn sống co rút lại đánh giá bằng tâm lý khuôn mặt và tâm lý hành động không có gì thay đổi trong tâm trạng của anh ấy giọng nói của hắn càng lúc càng kỳ quái hắn là người mấy sao lúc nói như vậy hắn thuận tay cầm lên một bản báo cáo trong tay đây là báo cáo quốc an đưa ra Tổng hợp tình huống cá nhân Lâm Từ. Nhìn vào mô tả trên, nhà nghiên cứu nheo mắt lại. Một thanh niên 21 tuổi, trên lý lịch không có bất kỳ địa phương đặc thù nào. Làm sao có thể ở dưới tình huống như vậy không có bất kỳ cảm xúc dao động? Hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Những người khác bên cạnh vốn không cảm thấy gì, nhưng lúc này nghe được tiếng nói vô cùng kinh ngạc của nhân viên nghiên cứu này, cũng chú ý tới điểm này bọn họ làm sao có thể biết, 20 năm chiến tranh thảm thiết cỡ nào? Bọn họ làm sao sẽ biết, vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh lâm từ liền gia nhập vào trong chiến trường, nhìn nhiều như vậy đồng bào thê thảm chết đi. Từng gặp qua kia bài sơn đảo hải mà đến ngoài hành tinh thuyền cùng với to lớn vô cùng máy móc dết chóc sau, ở trên chiến trường bảo hộ qua người khác, đồng dạng cũng bị càng nhiều người bảo hộ qua, tại vô số đủ để xưng là kỳ tích may mắn hạ mới sống sót hắn. Phô trương như vậy đối với Lâm Từ mà nói, bất quá chỉ là trẻ con mà thôi. Két két. Lúc này, cửa phòng quan sát này bị đẩy ra. Là cục trưởng phân cục quốc an Diệp Chí Thắng đẩy cửa ra. Nhưng mà dẫn đầu đi tới, lại là hai người khác. Giáo sư Tịch Uyên đến từ Viện Khoa học Long Quốc, cùng với giáo sư Tống Trường Chí đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự. Trong tay hai người đều mang theo một cái vali kim loại thoạt nhìn thập phần kiên cố bước chân nhanh chóng đi vào vừa bước vào giáo sư tịch uyên đã lên tiếng tình huống thế nào tên nhân viên nghiên cứu kia lập tức đứng dậy kính lễ rồi báo cáo hết thảy bình thường bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu tiến hành thẩm vấn nghe vậy giáo sư tịch uyên và giáo sư tống trường chí nhìn nhau gật đầu với nhau giáo sư tống trường chí lập tức lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại ra ngoài viện trưởng Xác nhận rồi. Vâng. Vâng, thân phận không có vấn đề. Dựa theo lúc trước quyết định tốt làm sao? Được rồi. Kỳ thật, ngày 18 suốt một đêm, không đơn thuần là các nhân viên đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia. Như là các học giả của Viện Khoa học cùng với các viện nghiên cứu thiên văn, cũng đều không có nghỉ ngơi. Sau khi ngân hàng ngoại tinh tuyền va chạm với tiểu tinh hệ kia sinh ra sụp đổ, bọn họ đều đang đem hết toàn lực nghiệm chứng tin tức được đề cập trong bức thư kia hai giờ trước hai bên viện khoa học và viện nghiên cứu chiến lược cùng quyết định đặc biệt phê chuẩn người trẻ tuổi tên là lâm từ này thành lập tổ nghiên cứu chuyên môn mới tất cả các nhà nghiên cứu thiên văn học đều hiểu người trẻ tuổi có thể tiến hành phỏng đoán táo bạo như suối ngoài hành tinh là của cải quý giá cỡ nào người làm công tác thiên văn toàn thế giới đều không chú ý tới điểm này nhưng tên học sinh này lại hết lần này tới lần khác chú ý tới điều này đủ để nói rõ tính đặc thù của hắn nếu ngay cả đây cũng là mèo mù đụng phải chuột chết nguy hiểm như vậy bọn họ cũng không phải không thể chấp nhận huống chi trong thư hắn miêu tả bao gồm cả chân tướng nước ngoài bị vỡ vụn làm sao có thể là gặp may mắn mà có được lúc này Tổng trường chí cắt đứt liên lạc với viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược nói với giáo sư tịch uyên cấp trên đã phê duyệt rồi như chúng ta đã nói lúc trước lấy lâm từ làm trung tâm thành lập nhóm nghiên cứu chuyên môn mới nhưng mà lúc này lâm từ còn không biết hết thảy nhưng khi ở một phòng khác tống trường chí và tịch uyên nói ra những lời này bên tai lâm từ thanh âm đặc biệt kia lần nữa vang lên chúc mừng chủ ký sinh theo sát phía sau chữ viết đặc thù trước mắt hắn cũng là một hàng thoáng hiện Hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu kế hoạch cứu thế. Hệ thống kích hoạt bắt đầu. Thời gian còn lại trước mắt là 47 giờ. Chuẩn bị phát phần thưởng kích hoạt. Lâm từ nhìn hàng chữ này, trong lòng cũng có chút ngoại ý muốn. Đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu. Nhưng mà ngoại trường ngoại ý muốn, chính là mừng như điên. Kế hoạch cứu thế một khi khởi động, hắn tin tưởng, nhân loại tương lai, sắp bị sửa sửa. Ta nhất định có thể thành công một lần nữa trở lại 2021. Tất cả đều phải có ý nghĩa. Khi hắn nghĩ như vậy, nhấp chuột, tiếng mở cửa vang lên. Lâm từ theo bản năng quay đầu đi. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt này thời điểm, cũng là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy khuôn mặt còn không già nua như vậy, nhưng lại vô cùng khắc sâu trí nhớ. Lâm từ cảm giác trái tim của mình, tự hồ đột nhiên bỏ lỡ một nhịp. Tống Giáo sư Tống PS Sách mới xuất phát, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ Chương 08 Khoa huyện Thiên Đình có thể thực hiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 khi Lâm từ nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia trong nháy mắt Tự hồ hình ảnh trước mắt đột nhiên trở lại năm 2040 đó là năm mà mặt trận kháng chiến nhân loại sụp đổ hoàn toàn. Không biết vì nguyên nhân gì, những kẻ xâm lược đến từ ngoài hành tinh kia sau khi tiến hành chậm rãi 35 năm, đột nhiên bước nhanh hơn. Vô số trận địa phòng ngự, vô số trại tị nạn, bị tiêu diệt như bẻ gãy mục nát. Lâm từ nhận được mệnh lệnh, đi tới căn cứ nghiên cứu khu 12 đã thất thủ, cứu viện người chủ mưu kế hoạch hỏa chủng. Cũng chính là Giáo sư Tống Trường Chí bởi vì là kế hoạch cứu viện bí mật, cho nên lúc ấy Lâm Từ cũng không mang theo quá nhiều người. Thừa dịp đêm tối, bọn họ lẻn vào trong công sự phòng ngự ngầm của căn cứ nghiên cứu. Tìm được giáo sư Tống Trường Chí bị loạn thạch đè nén, chỉ còn lại một hơi. Trên tay hắn gắt gao cầm một cái rương công văn, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Từ, khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười giải thoát. Chúng ta sớm nên chú ý tới. Nếu sớm chú ý tới nếu như có thể sớm bắt đầu chuẩn bị, nhân loại rõ ràng còn có cơ hội a. À? Hắn dùng thanh âm khàn khàn không cam lòng nói ra những lời cuối cùng. Phổi bị đâm thủng, mất máu đã nghiêm trọng đến mức khoa trương. Lâm Từ thậm chí không rõ Tống giáo sư rốt cuộc là dùng ý chí như thế nào chịu đựng đến khi bọn họ chạy tới căn cứ số 12. Giáo sư Tống dùng bàn tay lạnh như băng nhét hồng công văn lung tung vào trong tay mình. Hắn thậm chí sớm đã thấy không rõ thứ gì cuối cùng nói ra những lời này thời điểm là nhìn lâm từ phía sau không khí nói nhân loại vinh quang vĩnh tồn sau khi nói xong mấy chữ này hắn hoàn toàn tắt thở nước mắt vẫn đục xẹt qua vết máu động lại trên khuôn mặt tạo thành một khe rảnh cho dù là gặp qua quá nhiều tử vong biệt ly nhưng khi bàn tay lạnh như băng của giáo sư tống từ trên rương công văn trượt xuống Lâm Từ còn nhớ rõ lúc ấy trái tim mình giống như bị cái gì siết chặt, đau đớn vô cùng. Nhưng hắn không có thời gian an táng giáo sư Tống. Có lẽ đối với Tống giáo sư mà nói, chết ở chỗ này, chết ở hắn phòng thí nghiệm phế tích ở giữa cũng không thể xem là một kết cục tốt đi. Hắn lập tức quay lại, chuẩn bị trở lại căn cứ số 13. Nhưng trên đường trở về, những đám mây hình nắm khổng lồ chiếu sáng bầu trời đêm. Đó là hướng căn cứ 13. Đêm đó, chồng sao Thiên Nga đột kích căn cứ 13. Số 13 căn cứ cơ hồ toàn bộ bỏ mình, Lâm Từ mang theo chấp hành cứu viện nhiệm vụ tiểu đội, tổng cộng 17 tên kháng cự quân chiến sĩ. Trở thành ngọn lửa cuối cùng của căn cứ số 13. Đêm đó, Lâm Từ không biết mình làm sao vượt qua được. Những khuôn mặt kia tại trong đầu của hắn hóa thành hỏa diễm cho tàn phiêu tán, cái loại này thật lớn trùng kích, hy vọng đoạn tuyệt để cho hắn cơ hồ té xỉu đi qua cái kia đánh dấu, nam thiên môn kế hoạch, hầm tài liệu, lại để cho hắn dãy dụ lấy khôi phục lý trí. Ta Nhất định phải thực hiện kế hoạch nam thiên môn. Lâm từ còn nhớ rõ, khi đó mình cắn răng nói ra những lời kia. Ký ức thoáng qua trước mắt hắn. Hắn đứng giữa văn phòng sạch sẽ này. Tất cả, đều là khởi điểm mới tin. Thậm chí giáo sư Tống Trường Chí cũng còn hoàn chỉnh đứng ở trước mặt mình trung kích kiếp trước kiếp này đang xen khiến lâm từ hoảng hốt một chút bất quá hắn rất nhanh trầm ổn xuống kế hoạch nam thiên môn năm đó cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại nhưng hiện tại mọi thứ đã khác thậm chí ở có hệ thống dưới tình huống chính mình có hy vọng chế tạo ra chỉ tồn tại ở khái niệm trong ảo tưởng khoa học viễn tưởng thiên đình những thứ kia các loại lấy thần thoại đặt tên cao năng vũ khí khoa học viễn tưởng sản phẩm giáo sư Tống Trường Chí nhìn ánh mắt Lâm Từ, có chút nghi hoặc hỏi. Cô! Biết tôi! Lâm Từ lắc đầu, mở miệng nói ra. Không thể nói là quen biết. Chỉ là từ luận văn ngài phát biểu đã từng thấy qua. Ngài là giáo sư Tống của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự. Tống Trường Chí mỉm cười một chút, sau đó cầm vali công văn, ngồi đối diện Lâm Từ. Giáo sư Tịch Uyên và Cục trưởng Cục An ninh Giang Bắc Diệp Chí Thắng cũng ngồi xuống. Tống Trường Chí lấy ra một bản kế hoạch từ trong rương công văn, đồng thời cũng mở miệng nói. Bạn học lâm. Phong thư kia của ngươi đề cập đến tinh tuyền vỡ vụn, đúng là đã xảy ra. Điều đó đã làm rung chuyển gần như toàn bộ cộng đồng khoa học. Viện nghiên cứu chiến lược và viện khoa học của chúng tôi cũng rất coi trọng. Nói tới đây, giáo sư Tịch Nguyên cũng gật đầu. Mà giáo sư Tống Trường Chí tiếp tục nói chúng tôi dự định thành lập một nhóm nghiên cứu đặc biệt mới lấy bạn làm trung tâm chuyên nghiên cứu một chút về biểu tượng thiên văn dị thường này hắn nói tới đây hơi dừng một chút nói tiếp bất quá những người ngoài hành tinh theo như lời ngươi đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi hy vọng trong quá trình nghiên cứu kế tiếp ngươi có thể đưa ra kết luận rất rõ ràng tố chất của ngươi là thập phần ngay khi tống trường chí tiếp tục nói chú ý tới ánh mắt lâm từ hắn ngẩn người, ngưng lời của mình, mở miệng nói. Lâm đồng học, ngươi là có cái gì muốn nói sao? Ngữ khí lâm từ trầm ổn mở miệng nói. Người ngoài hành tinh, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Nghe vậy, cả Tống Trường Chí và Tịch Quyên đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn lâm từ dùng ngữ khí chắc chắn như vậy, biểu tình đều có chút quái dị. Thậm chí có chút mơ hồ hối hận quyết định của tổ chuyên môn kia. Bởi vì loại cùng ngôn này, hoàn toàn không thích hợp với nghiên cứu học thuật giáo sư tịch uyên dừng lại một lát rồi hỏi nếu không phải nói chuyện giật gân anh có bằng chứng gì không lâm từ không trả lời trước bởi vì lúc này thanh tiến độ trước mắt hắn rốt cục đã nạp xong theo sát phía sau mấy hàng chữ viết kia lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn hệ thống nạp xong chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng kích hoạt ký ức hiện thực giả định tái hiện một lần. Kế hoạch cứu rỗi. Kế hoạch sơ cấp. Một bản sao. Gợi ý, kế hoạch cứu thế chia làm sơ cấp và cao cấp. Trong kế hoạch cao cấp ẩn chứa chân lý vũ trụ vận chuyển tầng thứ sâu nhất, có thể phục hiện vạn vật, thậm chí là thần thoại. Khoảng cách lần thứ nhất khủng hoảng đến thời điểm. 43 ngày. Khi Lâm từ nghe được thanh âm này, rõ ràng sửng sốt. Hơn nữa ẩn chứa vũ trụ cuối cùng cực chân lý đây chẳng phải là nói khoa học viễn tưởng thiên đình, khoa học kỹ thuật thần thoại, tương lai khả kỳ. PS Sách mới xuất phát, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 09 không, không cách nào chống cự thực tế ảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 không khí trong phòng nhất thời ngưng trệ. Sau khi giáo sư tịch uyên hỏi câu đó, nhất thời không nhận được câu trả lời của Lâm Từ. Nhưng sự im lặng này khiến ánh mắt giáo sư tịch uyên và giáo sư tống trường chí thay đổi vài phần. Ở trong lòng bọn họ, người trẻ tuổi thoạt nhìn thanh tuấn trước mắt này, thật sự là có chút quá mức ngông cuồng. Mặc dù có tài học, nhưng tố chất xứng đôi với tài học, tự hồ còn xa mới đủ. Một nhà nghiên cứu khoa học nên có tố chất quý giá nhất cũng là cơ bản nhất, là dám nghi ngờ nhưng lâm từ trước mặt lại tự hồ là căn bản không cân nhắc điểm này ngươi ngay khi tịch quyên định mở miệng giọng nói của lâm từ cũng đã truyền ra chứng cứ chứng cứ cũng không phải không có nghe nói như thế kể cả dịp chí thắng ở trong phòng ba người đều sửng sốt dịp chí thắng chỉ hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không chứng cứ bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh nói đùa cái gì không chỉ dịp chí thắng nghĩ vậy, hai giáo sư Tịch Nguyên và Tống Trường Chí đã nhíu mày. Lâm Từ này là đang mạnh miệng sao? Bất quá còn không đợi bọn họ mở miệng, đã thấy Lâm Từ móc ra một cặp kính. Cái này kính mắt đương nhiên là hệ thống tặng kèm cái kia, ký ức hiện thực giả định tái hiện. Một lần huyễn hóa mà đến. Lâm Từ đem chính mình trải qua hết thảy, bao gồm cái kia trong 20 năm nhìn thấy một ít có quan hệ 2021 năm ký ức đều biến hóa thành thực tế ảo đặt ở cái này bộ kính mắt bên trong. Hiện thực ảo cũng chính là kỹ thuật VR, có thể làm cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ đi ở trong không gian xây dựng tốt lĩnh hội ghi lại những hình ảnh kia. Lúc này, Lâm từ mở miệng nói. Thời gian khẩn cấp. Các ngươi ai tới trước? Tống trường chí kỳ thật là không tin. Nhưng nhìn cặp kính trên tay Lâm từ, lại nhíu mày. Công nghệ thực tế ảo vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa nhìn lâm từ trên tay này phục kính mắt, cũng cùng hắn trong đầu kính mắt có bản chất khác nhau. Giống như một cặp kính bình thường, làm thế nào để làm được hiệu quả của VR? Chip xử lý để ở đâu? Còn điện thì sao? Trong ánh mắt anh nhìn lâm từ, lại mang theo vài phần ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng trước. Ta tới trước đi. Nói xong, Tống Trường Chí nhận lấy cặp kính trên tay Lâm Từ, đeo lên sóng mũi. Trong nháy mắt đeo kính lên, trước mắt Tống Trường Chí, trong nháy mắt xuất hiện mấy hàng chữ viết. Đồng cử tập trung hoàn tất. Đồng tử khóa bình thường. Mấy trình độ xác nhận xong. Độ cao xác nhận hoàn tất. Quét không gian xác nhận xong. Cảm giác khoa học kỹ thuật cực hạn xuất hiện trước mắt Tống Trường Chí, làm hắn nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này thật sự là vr làm sao làm được lúc này bên tai hắn đã có thanh âm truyền ra tín hiệu âm thanh xác nhận là bình thường hãy sẵn sàng để bắt đầu phát sóng các video vr được tải sẵn tống trường chí có chút ngoài ý muốn tín hiệu âm tần dĩ nhiên là thông qua truyền dẫn xương truyền tới đó là máy rung ở chân kính cảm giác khoa học kỹ thuật của cặp kính này cho dù là viện sĩ tống trường chí của viện nghiên cứu quân sự cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng ngay lập tức, trước mắt hắn chính là trong nháy mắt tối đen. Cái này. Trong nháy mắt này, hắn ngồi ở trên sofa, tuy rằng còn có thể cảm nhận được xúc giác ngồi ở trên sofa, nhưng tự hồ là trong lúc bất chợt tiến vào một cái vô hạn mà đen kịp trong hoàn cảnh. Rất nhanh, trước mắt hắn, chính là từng chút từng chút ánh sáng sinh ra. Đây là không gian vũ trụ. Ánh sáng kia, tinh hà mỹ lệ ở phương xa, khiến hắn không khỏi cảm thấy say mê. Kỹ thuật này quá mạnh mẽ. Giống như là thật vậy. Nhưng mà ngay trước mắt hắn, tinh cầu kia đột nhiên vỡ vụn. Trong không gian vũ trụ yên tĩnh không tiếng động, tinh cầu màu đỏ thẳm có thể nhìn thấy trước mắt hắn đột nhiên bắt đầu co lại. Hình ảnh này xuất hiện, làm cho hắn theo bản năng nắm chặt tay vịn sofa. Cái này. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi từ khi tinh cầu này bắt đầu vỡ vụn đến hiện tượng di chuyển đỏ quỷ dị của không ít tinh cầu trong một tinh hệ rồi đến những cụm sao khổng lồ đột nhiên bắt đầu tiến hành động tác dị thường toàn bộ tinh hệ nhỏ bắt đầu xuất phát về phía một tinh hệ lớn khác dưới sự phân biệt của tống trường chí có thể thấy được tinh hệ lớn hơn tiểu tinh hệ đâu chỉ vạn lần đúng là hệ ngân hà hai thiên hà nhỏ va chạm mà tống trường chí liền đặt mình vào trong đó nhìn va chạm quy mô to lớn như thế, nhìn vô số ngôi sao ở trong va chạm chôn vùi, nhìn những tinh cầu kia cắn nuốt lẫn nhau, sau đó lại gặp phải tinh cầu lớn hơn sau ngược lại bị cắn nuốt. Trang diện này, to lớn bao la hùng vĩ như thế. Đây là cảnh tượng ngoài tinh tuyền tan vỡ sao? Là như vậy dẫn đến sao? Rất nhiều nguyên nhân. Cùng nhau góp phần tạo nên cảnh tượng này. Hắn thân đặt ở trong đó, vô cùng nhỏ bé cá thể, để hắn tim đập da tốc, kích ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, hắn lại trong nháy mắt trở về địa cầu. Đứng trên mặt đất. Tiếng gió thổi qua bên tai hắn, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nơi này tự hồ là một mảnh hài cốt. Nhưng Tống Trường Chí nhìn quanh bốn phía, lại không biết mình đang ở phương nào. ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xám xịt, cái loại màu xám quỷ dị này, trải rộng toàn bộ thế giới, cảm giác áp lực trầm trọng khiến hắn có chút không thể hô hấp. Lúc này, hắn lại chú ý tới trên người mình, tự hồ có một đạo bóng ma bao phủ đi lên. Lại ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một chiếc vô cùng to lớn mà khoa trương tinh hạm xuyên phá tầng mây. Tống Trường chí mở miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Nhịp tim của hắn dần dần tăng lên, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Tầng mây bị phá vỡ, chiếc tinh hàm kia rốt cục triển lộ ở trước mắt của hắn. Lúc này, vô số tên lửa từ tầm mắt nhìn thấy xa xa trong ngọn núi phun trào ra, gào thét hướng về cái kia to lớn trên tinh hàm oanh kích qua. Nhưng hết thảy đều bị một bức tường trong suốt vô hình ngăn cản. Tiếng nổ mạnh mẽ, còn có ánh lửa nổ chói mắt kia, khiến cho hô hấp của tống trường chí càng ngày càng dồn dập. Nhịp tim đã lên tới 150. Hắn rất rõ ràng ý thức được, đây là địa cầu văn minh tại đối mặt cao cấp văn minh lúc cái loại này không có hy vọng đối kháng ngay trong nháy mắt ý niệm này thoáng hiền mà qua chiếc tinh hạm khổng lồ kia mũi chiến hạm lóng lánh nổi lên một tia quang mang một đạo sáng ngời trong nháy mắt xuyên thủng tầng mây xuyên thủng đường chân trời thẳng tắp hướng căn cứ tên lửa bên kia oanh kích qua bùng đám mây hình nắm khổng lồ bay lên trời mắt thường có thể thấy được gió nổ mạnh ở vùng núi kia ở giữa giống như là cây ruộng đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát đem vô số cây cối nhổ tận gốc lên, lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ trong chốc lát, ngọn núi xanh biếc kia đã hóa thành đất khô. Lúc này Tống Trường Chí đã không thể thở nổi. Nhìn thấy hình ảnh như thế, trong lòng của hắn, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Không thể kháng cự. Không thể đối kháng. Ngay lúc này, tất cả dừng lại. Hình ảnh trong mắt kính không còn nữa. Anh một lần nữa ngồi trên sofa trong phòng làm việc. Hô. Hô. Anh lau mồ hôi lạnh trên trán. Hít thở thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình. Trong ánh mắt tràn ngập chấn động cùng hoảng sợ. Lúc này, thanh âm Lâm từ truyền tới. Giáo sư Tống, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được ý của ta. TS. Sách mới xuất phát, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ. Chương 10 Chuyên hạng nghiên cứu tiểu tổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 nghe được câu hỏi này của Lâm Từ, tống trường chí đầu đầy mồ hôi lạnh hít thở thật sâu. Biểu tình của hắn thập phần ngưng trọng. Lập tức gật đầu. Thông qua tất cả hiện thực ảo vừa rồi bày ra, lúc này Tống Trường Chí đương nhiên đã hiểu được ý tứ của Lâm Từ. Xem ra, chỉ là một nhóm nghiên cứu đặc biệt đúng là còn lâu mới đủ. Thanh âm Tống Trường Chí có chút khàn khàn, lúc hắn nói những lời này, ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà hai người khác đồng thời ngồi ở trong phòng làm việc này, biểu tình trên mặt đều thập phần đặc sắc. Hai người giáo sư Tịch Uyên và Diệp Chí Thắng nhìn nhau, thật sự không hiểu tại sao giáo sư Tống chỉ đeo kính ngồi đó 5 phút đồng hồ mà đã thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa biểu tình trên mặt còn ngưng trọng như vậy. Mấu chốt nhất chính là hắn cứ như vậy tiếp nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Thậm chí còn nói ra chỉ là tổ nghiên cứu không đủ lời như vậy. Chẳng lẽ nói cái kính kia trên thực tế là một cái máy tẩy não? Tịch Uyên không thể tin được, lập trường của Tống Trường Chí lại dễ dàng buông lỏng như vậy. Lão Tống Tịch Uyên nhíu mày Em nên biết rõ lập trường của mình. Loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy? Ngươi nhưng lời nói của tịch uyên bị một động tác đơn giản của tống trường chí cắt ngang tống trường chí trực tiếp giơ cặp kính lên mở miệng nói xem xong cậu sẽ biết năm phút mà thôi vẻ mặt tống trường chí rất nghiêm túc căn bản không giống như đang nói đùa tịch uyên nửa tin nửa ngờ nhận lấy kính đeo lên sống mũi mình sau đó đó là biểu hiện hoàn toàn nhất trí với tống trường chí cương hắn dùng lưng dán sát vào lưng sofa Hai tay gắt gao chế trụ tay vịn sofa, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán chảy xuống. Biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Rất nhanh, hắn liền giống như Tống Trường Chí, thở hổn hển, thậm chí lấy tay đè lại ngực, trong ánh mắt tràn ngập trung đồng. Hắn lập tức hiểu được, vì sao Tống Trường Chí lại đột nhiên thay đổi lập trường. Giống như là hiện tượng dòng nước ngoài của hệ Ngân Hà sụp đổ, là do vô số hiện tượng thiên văn đủ để gọi là trùng hợp cùng nhau thúc đẩy mà tạo thành những hiện tượng thiên văn này rất rõ ràng cũng không phải là hình ảnh xuất hiện trong điều kiện tự nhiên gì ánh mắt tịch uyên và tống trường chí nhìn nhau hai người không hẹn mà cùng gật đầu giáo sư tịch uyên lau mồ hôi trên trán xem ra chúng ta cần phải thành lập một bộ phận mới chuyện này nhất định phải báo cáo lên cấp trên lúc này trên tay hắn cầm cặp kính ba dê vô cùng bất ngờ nhìn về phía lâm từ hỏi đây là ngươi làm. Lâm Từ hơi gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng hai người Tống Trường Chí và Tịch Uyên lại im lặng không nói gì. Đây rốt cuộc là một người trẻ tuổi như thế nào a? À? Hai chữ thiên tài tựa hồ cũng không đủ để hình dung hắn. Trầm mặt một lát, Tống Trường Chí lại mở miệng nói. Chuyện này tôi sẽ mau chóng báo cáo. Người trước tiên lấy thân phận tổ nghiên cứu chuyên nghiệp hành động tôi nghĩ rằng sẽ không quá chậm để thành lập một bộ phận mới. Lâm từ hơi gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, có thành lập bộ phận mới hay không, đó cũng không phải là hai vị viện sĩ trước mặt này có thể định đoạt. Hơn nữa tạm thời vừa mới bắt đầu giai đoạn, tổ nghiên cứu chuyên môn, tự hồ cũng đủ rồi. Thấy Lâm từ gật đầu, tịch quyên mở hộp tài liệu kim loại trên tay ra, đưa một tập tài liệu cho anh. Lâm từ cũng không nhìn liền ký tên. Sau đó, hắn mở miệng nói. Ta muốn người. Nghe nói như thế, Tống Trường Chí cũng gật đầu. Nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự chúng tôi tùy anh chọn lựa. Nhưng Lâm Từ lại lắc đầu, mở miệng nói. Tôi muốn tự mình chọn. Tống Trường Chí sửng sốt một chút. Tự mình chọn. Ngươi đã sớm có mục tiêu. Nếu là tự mình chọn. Về phương diện tố chất hắn luôn cảm giác cái này vừa mới năm hai sinh viên, tự hồ có chút quá không tầm thường một ít. Nhất là lúc này biểu hiện ra tư thái mạnh mẽ vang dội, khi đối mặt với hiện trạng, đem hết toàn lực làm ra tố chất thay đổi. Đó đều là những thứ mà những người trẻ tuổi sinh trưởng ở hiện đại an nhàn không có. Hắn rốt cuộc là Đã trải qua cái gì? Nhưng mà Lâm từ lúc này trong lòng đã có mấy cái tên quanh quẩn trong lòng hắn, đó đều là các nhân viên nghiên cứu vô cùng ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn ném đầu vẫy nhiệt huyết rõ ràng tay trói gà không chặt lại nhấc lên quân kháng cự đợt thứ nhất phản kháng sóng triều những đồng bào và chiến hữu đó lâm từ vĩnh viễn cũng sẽ không quên bây giờ để cho bọn họ sớm đứng ở bên cạnh mình đi đúng vậy ta đã có người chọn rồi về phương diện tố chất yên tâm đi không đủ ta sẽ dạy. Mí mắt Tống Trường Chí giật giật. "Nghe này, nghe này. Đây không phải là lời mà một người trẻ tuổi 20 tuổi có thể nói ra." Bất quá, lúc này trong lòng hắn trào ra, cũng là đối với người trẻ tuổi này một loại tín nhiệm không có lý do gì. Loại khí chất lãnh đạo khiến người ta tin phục này, còn có cặp kính này đại biểu cho thực lực nghiên cứu khoa học của bản thân người trẻ tuổi này. "Được." Tống Trường Chí thận trọng gật đầu theo như lời ngươi nói hắn đứng dậy tiếp tục mở miệng nói thời gian cấp bách chúng ta về yến kinh trước ngươi có hai mươi bốn giờ chuẩn bị giờ này ngày mai có chuyên cơ tới đón em dịp cục trưởng sẽ phụ trách nói như vậy dịp chí thắng cũng gật đầu lâm từ cũng đứng dậy mở miệng nói được gặp lại ở yến kinh ts sách mới xuất phát cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu tất cả cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ